Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Hạnh Around. Và xin lỗi các bạn vì thời gian vừa qua thì Hạnh có hơi sao nhãng một chút với cái việc là xuất bản thêm những video mới trên kênh của mình để cho các bạn chờ khá lâu đúng không? Tại vì thời gian vừa qua cũng hơi bận với một số những dự án quay truyền hình thực tế ở đài VTV, cho nên là Hạnh hơi stress một chút. Nhưng mà bây giờ thì Hạnh đã xong rồi, Hạnh đã quay trở lại với nhịp sống và sẽ sản xuất và quay rất là nhiều những cái clip mang đến cho mọi người rất là nhiều những thông tin bổ ích về rượu. Các bạn chờ nhé, và ngày hôm nay cũng là một tập rất thú vị đó. Và có lẽ là những tập trước mọi người cũng thấy Hạnh nói rất là nhiều những thông tin về thế giới rượu cũ, những cái nước châu Âu là thuộc về thế giới rượu cũ. Nhưng mà ngày hôm nay Hạnh sẽ thay đổi không khí một chút, sẽ nói về những chai rượu ở thế giới rượu mới. Thế giới rượu mới như mọi người cũng biết, Hạnh cũng đã lặp lại rất nhiều lần, là những nước như là Úc, là Mỹ, là New Zealand, là Chile, là Nam Phi. Và ngày hôm nay một giống nho mà Hạnh chưa bao giờ nói ở những tập trước, đó là giống nho Shiraz. Và giống nho này có gì đặc biệt, xuất xứ của nó ra sao, cũng như là những câu chuyện liên quan đến giống nho này, thì ngay giờ Hồng sẽ giới thiệu cho các bạn. Dạ, mọi người thường có một suy nghĩ chủ quan mà Hồng Hạnh nghĩ là suy nghĩ này vẫn chưa đúng lắm, là thế giới rượu cũ thì thường phân khúc rượu và những dòng rượu sẽ ngon hơn, những người thưởng thức sẽ có gu hơn, và là những loại rượu ở thế giới rượu mới. Tuy nhiên đây là Hồng Hạnh nghĩ là quan điểm khá là cũ và sai lầm, và nó chưa chính xác. Tại vì thực tế đã chứng minh là có những loại rượu ở thế giới rượu mới thậm chí còn ngon hơn cả thế giới rượu cũ. Ví dụ như là vùng Napa Valley ở Mỹ, California, thì họ có cái loại rượu là Cabernet Sauvignon phối trộn với Merlot, được đánh giá là một trong những loại rượu ngon nhất thế giới nè. Hay là Malbec của Argentina và Chile, hoặc là loại rượu Sauvignon Blanc ở New Zealand thì cũng cực kỳ nổi tiếng. Và ở Úc thì lại nổi tiếng với loại rượu Shiraz. Cho nên Hồng Hạnh nghĩ là những quan điểm mà trước đây mọi người cho là rượu cũ ngon hơn rượu mới thì chưa chính xác đâu. Hồi nãy mình đã liệt kê cho các bạn những loại rượu mà ngon nhất trên thế giới trong thế giới rượu mới đúng không? Và nhắc tới đây thì có một cái câu chuyện kinh điển mà chắc chắn là những người sành vang hoặc những người đam mê rượu vang chắc chắn cũng đã có nghe qua. Đó là một sự kiện thử rượu mù tại Pháp vào năm 1976. Cái sự kiện đó có tên gọi là Ngày Phán Xét. Cái sự kiện nó diễn ra như thế nào? Ngày hôm đó, những chuyên gia hàng đầu về rượu của châu Âu, có thể đến từ Pháp, đến từ những cái quốc gia rượu cũ, họ sẽ phải bịt mắt của họ lại, che mắt lại. Thì lúc đó họ sẽ không nhìn được nhãn chai, không nhìn được màu sắc của rượu, không nhìn được là thương hiệu rượu đó đến từ vùng nào. Họ chỉ có thể bằng khứu giác của mình, bằng vị giác của mình nếm và ngửi để đánh giá xem vị rượu đó, hương vị rượu đó có đạt chuẩn hay không, và có phải là loại rượu vang ngon nhất hay không. Thì các bạn có biết không, một cái kết quả vô cùng sốc và làm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp rượu lúc bấy giờ, đó là một loại rượu vang vô danh đến từ nước Mỹ lại là loại rượu chiến thắng, có vị, hương vị và mùi vị ngon hơn hẳn so với những loại rượu đã vốn rất nổi tiếng tại Pháp lúc bấy giờ. Và một loại rượu đó có tên gọi là Stageleaf Cabernet Sauvignon. Và sau này thì tất cả những cái người làm rượu khi mà nhắc lại câu chuyện này cũng đều rất là đang làm cái sự nể phục. Có nghĩa là không phải thế giới rượu cũ sẽ là nơi sản xuất ra những chai rượu ngon nhất, mà thế giới rượu mới cũng sẽ có những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại về những đặc tính, đặc trưng hương vị của thế giới rượu cũ và thế giới rượu mới nhé. Nói tới đây thì Hồng Hạnh nghĩ là thế giới rượu mới nó cũng sẽ có những cái hương vị khá là khác so với thế giới rượu cũ. Bởi vì những cái giống nho được mang về thế giới rượu mới thì được trồng ở những cái vùng có khí hậu ấm áp hơn, cho nên chắc chắn là nó sẽ có vị ngọt cao hơn nè. Và những cái giống nho này cũng sẽ mang đến cái hương vị rượu đậm hơn, nồng hơn. Và độ cồn của nó thì thường cao là khoảng từ 14 đến 15 độ. Cái mùi hoa quả cũng dậy mùi hơn nè, và ít vị chua hơn, less acidity. Khuyến cáo cho các bạn khi mà các bạn uống rượu vang ở những vùng thế giới rượu mới á, thì chúng ta nên dùng phối hợp với những cái bữa tiệc BBQ hoặc là những buổi tiệc mà món ăn nó có nhiều gia vị, và không nên uống những cái chai rượu này khi mà bụng đói hoặc là uống một mình, bởi vì hương vị của nó rất là đậm, sẽ làm cho các bạn dễ dàng gục ngã. Và bây giờ thì mình sẽ để một cái bảng so sánh ở phía dưới này về những đặc trưng, đặc tính của rượu ở thế giới rượu cũ và thế giới rượu mới để cho các bạn dễ so sánh nha.
Vì rất là nhiều những lý do trên cho nên ngày hôm nay ông Hạnh muốn mời các bạn sẽ cùng với ông Hạnh thưởng thức và nếm hương vị rượu Syrah. Ở Pháp thì người ta gọi là Syrah. Và cái nguồn gốc của giống nho này xuất phát điểm là vùng Rhone Valley của Pháp. Nhưng mà sau này người ta cũng mang giống nho này đến những cái quốc gia như là Mỹ, là Úc để trồng. Và nó cũng cho những chất lượng rất là tốt. Và trên tay ông Hạnh đây là cái chai Syrah đến từ Úc. Và các bạn biết không, khi mà Syrah, nhắc về Syrah thì người ta sẽ liên tưởng ngay. Đây là một trong những loại rượu có vị đậm, nồng và có vị tannin, gọi là vị chát rất là cao. Cho nên là khi mà uống rượu Syrah thì các bạn sẽ nếu mà ai mà chưa uống quen thì sẽ thấy nó rất là nồng ấm nè. Có hương vị, mùi vị của những quả có vỏ màu đen như là dâu đen, có một chút gì đó ấm nồng của tiêu đen. Cái màu của nó thì thường là màu đỏ sẫm. Và kết hợp cùng với những món ăn như là BBQ, dầu gia vị, hoặc là đặc biệt là kết hợp xuất sắc khi mà ăn với lại steak. Ngày mà Hạnh có bên mình một cái chai rượu của thương hiệu Jacob's Creek. Thì Jacob's Creek là một thương hiệu Hồng Hạnh nghĩ là mọi người cũng khá quen thuộc đúng không? Tại vì mình đi siêu thị nào, mình đi cửa hàng tiện lợi hay là mình đi mấy cái tiệm rượu á, thấy Jacob's Creek luôn luôn ở trên những cái kệ rất là quen. Thì đây là một cái thương hiệu đến từ nước Úc và có cái vintage của nó lên tới 160 năm và có một số những giải thưởng ít ỏi, khoảng 7.000 giải thưởng thôi à. Thì họ cũng có portfolio sản phẩm rất là đa dạng nha, từ rượu trắng cho đến rượu đỏ cho đến sparkling wine. Và ngoài những cái dòng rượu bình thường mà các bạn thấy trong siêu thị thì họ cũng có những cái dòng cao cấp hơn, ví dụ như là winemaker selection nè, reserve nè, double barrel. Thì cái chai Hồng Hạnh cầm ở đây là cái chai đặc biệt nhất, double barrel. Double barrel là cái gì? Double barrel là họ ủ nho trong hai lần thùng gỗ sồi. Thùng gỗ sồi đầu tiên thì như bao cái loại rượu vang khác là họ ủ để lên men, để mang lại cái hương vị đặc trưng nhất. Cái chai này là Syrah thì họ sẽ ủ giống như Syrah trong thùng gỗ sồi khoảng 18 tháng, ít nhất là 18 tháng. Sau đó khi mà rượu đã thành trưởng, họ lại mang cái rượu đó ủ thêm một lần nữa trong một thùng gỗ sồi mà đã từng ủ rượu whisky để làm hương vị của rượu dậy mùi hơn, đậm hơn và có đâu đó phản phất hương vị của rượu whisky nữa. Vừa rồi là những thông tin của tập đầu tiên ngày hôm nay liên quan đến giống nho Syrah và những hương vị của nó cũng như là những món ăn kết hợp với Syrah như thế nào. Và người bạn mà Hồng Hạnh giới thiệu là ai? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo, tập 2. Tuy nhiên nếu các bạn thấy video ngày hôm nay hay thì đừng quên cho Hạnh một tim, subscribe kênh Hạnh Around và cho Hạnh rất là nhiều comment ở phía bên dưới nhé. Cũng như các bạn có thấy những thông tin nào Hồng Hạnh chưa chuẩn, các bạn cũng thể góp ý cho Hạnh nha. Cảm ơn, yêu thương rất nhiều.